tượng Phật nằm lớn nhất Việt Nam. Tượng Phật nằm Thích Ca lớn nhất nước tại chùa Bô Tung Vong Sa Sam Rong đang dần hoàn thiện sau gần 4 năm thi công. Cái quan điểm của mình, Phật Nam á, khi mà Phật tử đến chùa, tâm của mọi người, tâm của quần chúng, của ba tánh, khi nó thanh thản hơn, khi nó thoải mái nhẹ nhàng hơn. Thành phần lúc mà xây đầu tiên á, thợ một ngày nữa khoảng 80 người, người chính là người thợ ở A Giang, đắp cái khuôn mặt. Còn cái phun bê tông bít cái dàn sắt là thợ ở Hà Nội, ngày đắp. Còn cái đắp cái hoa văn kiến trúc nghề kinh phe hoa. Kết cấu cái ba dân là ba dân tộc phối hợp với nhau, hài hòa với nhau và đoàn kết với nhau. Công trình được đầu tư kinh phí hơn 40 tỷ đồng. Hiện thi công tượng Phật đạt 85%, dự kiến hoàn thành giữa năm 2023. Đi ở những cái ngôi chùa khác và những cái ngôi chùa này thì cái cảm giác nó sẽ rất là khác nhau, cũng như là cái tín ngưỡng văn hóa nó cũng rất là khác nhau, thì em cảm thấy cái ngôi chùa này nó rất là đẹp cũng như là rất là hoành tráng. Em nghĩ là sau này nó sẽ thu hút khách du lịch đến với tỉnh Sóc Trăng nhiều hơn nữa. Chùa Bô Tung Vong Sa Sam Rong có niên đại trên 600 năm. Mỗi ngày có khoảng 1.000 khách đến tham quan chùa.